Hi. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker ha. Thì hôm nay chuyên mục về xe tiếp. Hình như con xe này là con xe Suzuki màu xanh thứ hai mà mình giao đến cho anh em, tại vì mấy cái dòng này tìm cực lắm, xe mà đẹp đẹp á tìm rất là cực ha. Thì bây giờ anh em xem clip về em nói nha. Hôm nay ở đây có chủ xe lên luôn nè. Chủ xe trước khi thấy con xe là đã cọc mình trước không? Anh qua đây giới thiệu tên tuổi rồi. Chào mọi người, thì mình tên là Nam và năm nay 24 tuổi. 24 tuổi và sống ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Là hình như là hôm bữa là anh cọc em trước để kiếm xe chứ không phải là dạ, xe về mới lấy, đúng rồi. Đó có nghĩa là ảnh nhờ mình kiếm về con xe này trước. Nhưng mà lúc đầu là kiếm con xe đen đỏ, dạ. Em mới gửi qua cho anh, nó nói giờ hiện tại có con này, có lấy không? Không lấy thì em để cho người khác, thì anh lấy con này luôn, lấy luôn. Đúng không? Dạ. Đó. Thì đây là Suzuki. Thì em như là anh em tin tưởng ở xa tới thì em cũng đã thay cho anh một cái hai bình nước mới, hai bình nhớt mới. Là con này thay luôn lọc nhớt luôn, là em đổ nó vô là tầm 1.4 lít, gần 1.5 lít á, là thay luôn lọc nhớt. Cái lọc nhớt với lại nhớt. Rồi thay nước mát mới. Nước mát mới thì em đã hướng dẫn anh là 10.000 cây thay ha. Là chỉ anh hết nãy giờ rồi ha. Còn cái smart cây, con này nó mắc là mắc smart cây nè. Quay gần tới đây cho mọi người xem xe nè. Cameraman gì đâu, quay có chỗ vậy. Nó phải lia lia nhiều chứ. Thì cái yên này thì đã lợp lại ha. Yên sau lợp lại cho nó êm, dễ chở người. Chủ xe của cái con xe này là đã có bạn gái, nên mới lợp yên vậy á. Theo em biết là đã có bạn gái mới lợp yên. Đó, thì smart cây nãy giờ hướng dẫn hết rồi ha. Dạ. Còn cái mà gọi là lấy bình xăng là anh biết chưa? Để mở nắp bình xăng nè, đây nè, nhấp hai cái rồi rút ra. Nhấp hai cái rút ra. Nhấp hai cái mới rút ra tới chỗ này nè. Đó. Đó. Thấy không? Thấy không? Phải cái mũi tên nằm ở đây. Anh không nhấp đó, thấy không? Rồi. Đó, rồi mình dặn lại. Rồi mình nhấp một cái qua đây. Không nhấp là nó không lên nè. Nhấp hai cái. Đó, rồi ok. Rồi đã xong. Rồi khai mạc đi cho anh em nghe tiếng bô. Dầu thắng trước thắng sau là em làm hết rồi nha. Rồi anh thay mới hết rồi. Từ từ anh. Mình để cho nhớ nó bơm lên rồi mình mới nạt. Hiểu không? Mình mà nhớ nó chưa bơm lên là mình nạt là nó dễ bị hư xe. Đó, bây giờ mình nạt được rồi. Thì xe này chủ xe có độ đèn. Đó, độ đèn thì đã biết rồi, đã quay cho anh em xem rồi. Cái này là có ốp carbon nè. Cái này về mình mua thêm miếng dán carbon nữa. Mình dán lên là đẹp, là chuẩn rồi. Đó, bánh này thì chủ xe cũng mới thay. Không nhịp xe. Quá ưng luôn. Giá hợp lý. Chủ yếu là thấy cái giá hợp lý so với cái một con xe này là quá hợp lý. Có sẵn bộ độ. Tùy thôi. Có nhiều anh em người ta để lại người ta bán luôn cái cây bô độ á thì mình không có bô độ. Nhiều anh em người ta có cái nhà ý người ta để lại cho người sau dùng á, người ta để lại cho mình luôn. Đó, thì tùy theo cái người chủ của nó sở hữu. Rồi đó. Ở Đắk Lắk chạy xuống đây sao? Có tầm 8 tiếng. 8 tiếng xuống đây.
thì em với là em học của em là chạy xe máy xuống đây luôn. Ừ, chạy là tìm lúc về là hai người sẽ đi về hai xe luôn. À, về về hai xe. Xe kia là xe gì? Xe kia là con quay thôi, bình thường thôi. Rồi sao chạy lại? Trời, đi, con này đi. Kéo nhẹ lên 130 rồi. Đi đúng luật rồi. Ờ, đúng luật vậy, kéo chứ. Lên sẽ bọt kéo mặn này mỗi tay nha, nó sẽ bọt mỗi tay. Cố gắng chạy về thôi. Rồi bây giờ mình bên xuống đi. Bên xuống mình ngồi thử coi mét mấy? Mét 75. Mét 75 hả? Mét 75 ngồi xe này. Dư không? Bây giờ mình bên xuống nè. Dịnh xe nè, anh bên xuống nè. Dịnh xe nha. Rồi. 1m75 ngồi anh xe. Thấy sao mọi người? Quay góc này cho mọi người xem. 1m75 thì nó hơi dư chân á. Nói chung là nó dư nhiều, chạy rất là thoải mái nhiều. Sợ mỏi tay thôi. Đâu ngồi thế, thế ôm bình xăng. Em mà bị đâu em ngồi bọt đấy, không biết ngồi gì luôn đó. Sợ đi như lúc đi về sẽ mỏi, chắc chắn ai lần đầu đi nó cũng mỏi lắm. Như là em lên tham khảo trên mạng thì người ta kêu là bình cái phần dưới cứng á, phần này thì nó mềm thôi. Ừ, nhưng mà sẽ mỏi. Thì cũng cố gắng thôi. Khi mà lỡ mình mỏi quá mình để hai tay mình khởi động mình chạy tiếp. Thả hai tay khởi động chạy tiếp. Giỡn thôi nha, đừng thả thiệt nha. Lần đầu là sở hữu con này thì cũng rất là phấn khích ấy. Tại vì muốn mua lâu rồi mà giờ mới đủ tài chính để mua nó. Cái nước sơn này là ok á, chủ cũ giữ kỹ á. Nước sơn này hầu như là chưa bao giờ dặm tút gì hết đó. Nó có chảy mấy chỗ chút xíu nè, đó, chút xíu mà không đáng kể, mình không nhưng còn dặm tại vì vậy thì nó xe cũ thì đương nhiên nó phải xước xước xíu, nhưng mà so với cái chất xe này và màu sơn này thì nó vẫn, nó thấy vẫn sơn nó còn ok, chưa có dặm tút gì hết đó. Thì mình hợp lý rồi. Con nhẹ nha. Vài bữa chạy con nặng là không đổi thừa nha. Hồi nãy có một bạn là bạn đó cũng mới tập chơi xe nè, thì bạn nó không biết chạy á, hay âm con đó. À, thì con. Hồi nãy anh cũng đã fix cho bạn đó rồi. Hay rà con đó thì nói chung là ảnh hưởng tới bên trong á, thì anh cũng đã fix cho bạn đó rồi. Nãy bạn fix cho bạn đó rồi. Đó, thì quan trọng bây giờ mình test nè, nó nhẹ hiu rồi ngon. À, hiện tại mình vẫn còn con đen nè. Con full đen rồi nè, có 56 triệu thôi nè anh em. Hốt đi, rất là đẹp. Bạn số thành phố Hồ Chí Minh. Còn con này chủ lấy rồi. Con này thì đây, con này là vừa úp lên là ông kia chạy qua cọc luôn, cái anh kia anh chạy qua anh cọc luôn. Còn con này hiện tại chưa biết, còn một mớ xe ở dưới nữa, mớ xe dưới lầu là có một con Z8 là khách cọc rồi. Nói chung là mấy anh em xe về là mấy anh em cọc hết rồi, không có xe mà để xuất hiện nhiều á. Nói chung là họ xuất nhiều đó. Giờ chỉ còn mình con đen là chưa có xuống cọc thôi, còn mấy con này là cọc hết. Lại con Z300 là chưa, anh kia anh xem xe, anh kêu về để anh hỏi vợ đó. Còn con này là anh kia cọc luôn hồi sáng. Z8 ở dưới hang. Con này là anh vừa mới đăng Zalo đúng không? Ừ. Còn Z8 là anh kia cọc rồi. Rồi một con Z8 màu xanh là bạn kia cọc hết luôn, full xe á. Có nghĩa là chờ ngày lấy xe thôi, chờ ngày tốt lấy xe đó. Rồi cảm ơn nha, bắt tay ha. Vâng, dưới đất lắc nhẹ lên nhá. À, có gì đó, thì anh tặng nhớt, tặng lọc nhớt rồi anh thay hết luôn rồi đó, đó thì bây giờ ở lại để anh câu cái đèn cốt vô cho sáng nữa thôi. Rồi là xong. Rồi vậy là xong. Mấy cái này là biết hết rồi đúng không? Biết hết rồi, khỏi kỹ lại nha. Nhưng cho còn chìa khóa sẽ mất cây là không làm mất nha. Nói chung là kỹ, xài sẽ mất cây phải kỹ, nó rớt một cái là tốn tiền đó. Tốn tiền chịu á. Đó, con bé Hân, xe con bé Hân là nó bị mất rồi đó, phải tốn tiền chịu để làm. Rẻ là 1 triệu, mắc là 2-3 triệu đó. Bình xăng thì đổ xăng thì đi, con này đổ đầy bình là đi về tới đó luôn. Nó là 11 lít luôn. Rồi giờ đẩy vô đây, mai mới lấy mọi người. Mai mới lấy xe. Rồi cảm ơn nhiều nha. Mai ghi giấy rồi lấy xe luôn.